Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tuổi 58 đã có tiền bạc cơ ngơi nhưng lại ước nguyện một điều ít ai biết. Vừa qua tại chương trình Chuyện đời tư nghề nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã chia sẻ về sự nghiệp của anh. Ông trời sinh tôi ra trong một gia đình nề nếp. Trong cuộc đời tôi, cái đắng lòng nhất là tôi chưa được làm điều gì cho cha mẹ. Lúc cha mẹ còn sống, tôi chưa phải nghệ sĩ nổi tiếng, chưa có sự nghiệp để lo cho gia đình. Cha mẹ một cách hoàn hảo như những gì tôi mơ ước. Tôi tiếc một điều rằng ông trời cho tôi một cái tên Kim Tử Long, nhưng lại không làm ra tiền nhiều, không có sự nghiệp, không có cuộc sống đầy đủ như những nghệ sĩ khác nên chỉ lo được phần nào cho cha mẹ. Sau khi cha mẹ mất rồi, tiền tài danh vọng mới đến với tôi, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Tôi nghĩ chắc cha mẹ mất đi phù hộ cho mình. Mẹ tôi thiên lắm, trong cuộc sống mỗi khi có rắc rối, biến cố tôi đều khấn mẹ rồi vượt qua mọi thứ. Tôi nói lúc đó đã có tên nhưng chưa có tiền bạc, sự nghiệp vì chưa bước vào giai đoạn có thể kiếm ra tiền. Các bạn trẻ bây giờ may mắn ở chỗ, đôi khi chỉ đạt một giải thưởng thôi đã kiếm tiền tỷ. Ngày xưa khi chúng tôi phải rèn luyện, phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, vai diễn để có thể chiếm trọn được trái tim khán giả. Có tên tuổi rồi thì phải làm sao để có thật nhiều show diễn thì mới có tiền. Ngày đó tôi diễn cho một đoàn nhà nước, đâu có tiền, một vai diễn chỉ đủ tiền ăn tô phở, uống ly cà phê. Một tháng nhận về 1-2 triệu, đâu có tiền mà sắm nhà lầu xe hơi như bây giờ. Cuộc đời tôi rất ngược ở chỗ, khi cải lương thoái trào thì tôi mới kiếm ra tiền. Thời hoàng kim của cải lương tôi mãi miết đi diễn cho đoàn nên không có tiền. Đến khi cải lương đi xuống, tôi được mời show nhiều, đi show tiệc, event, đám cưới, đủ thứ nên mới kiếm nhiều tiền. Tiếp đó tôi được mời đi diễn ở nước ngoài nọ kia nên kiếm ra tiền. Tuy vậy tôi vẫn đặt tên tuổi cao hơn tiền bạc. Dù nhiều tiền đến đâu mà không có tên tuổi trong lòng khán giả thì cũng không được. Tôi chỉ mong một ngày nào đó sân khấu cải lương trở lại, khán giả sẽ tìm về để xem Kim Tử Long diễn trên sân khấu một cách đỉnh đạt, chỉnh chu về vai diễn. Đó là niềm hạnh phúc của tôi. Bây giờ tôi có tiền bạc, gia đình, nhà cửa, cơ ngơi đầy đủ rồi, nên lại chỉ muốn được trở lại những ngày đầu sự nghiệp khi tôi diễn vai cải lương trên sân khấu. Ngày đó tôi sướng lắm, không cần quan tâm nhiều thứ, chỉ cần biết ngủ dậy ăn sáng là xong và đi hát. Vào hát cũng không bao giờ phải hỏi bầu show xem hôm nay được bao nhiêu, vì lúc nào cũng kính show. Tôi diễn vở cứ 10 giờ sáng là hết vé. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.